Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tích hợp Google Maps API vào ứng dụng quản lý phòng trọ, đặc biệt là sử dụng React. Thì ở dưới đây mình có các ví dụ khi mà mình đã tích hợp. Đây là phần bản đồ trước, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để các bạn có thể tích hợp một cái input để có thể search được các địa chỉ. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây khi mình search từ Hà Nội thì nó ra Hà Nội Việt Nam. Thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Thì các bạn sẽ search là Google đầu tiên, thì bạn sẽ tạo cho bọn mình một tài khoản Google Cloud. Thì các bạn sẽ search Google Cloud, ví dụ đây đó, thì bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy trang đầu tiên Google Cloud bắt đầu dùng thử miễn phí. Các bạn click vào đợi lúc. Thì ở đây trước hết khi mà các bạn muốn mình có tài khoản sẵn rồi thì mình sẽ trực tiếp có thể kết nối vào luôn, còn khi mà các bạn chưa có tài khoản ấy thì các bạn phải đăng ký. Thì cách đăng ký và xem chi tiết thì mình sẽ làm ở một video khác, hoặc là các bạn có thể xem ở trên YouTube thì nó có khá nhiều. Trước khi mà các bạn muốn đăng ký về cái Google Cloud này thì các bạn phải có một tài khoản Mastercard là điều đầu tiên. Thì mình còn đang sử dụng là cái cách, thì các bạn cũng có thể sử dụng cách để tạo một cái tài khoản Mastercard để dùng, để đăng ký sử dụng miễn phí 3 tháng của cái Google Cloud này. Đó, thì mình tìm ra con số. Khi con số thì mình sẽ giao diện nó sẽ như này. Thì trước hết là mình sẽ tạo một tài khoản mới, thì các bạn ở đây tạo new job, mình sẽ tạo là Google Maps đây hay chẳng hạn, create. Sau khi tạo xong thì mình sẽ chờ đợi một lúc để tạo project. Ok, mình sẽ chọn select project để nó chuyển sang. Tiếp đến mình sẽ vào, mình sẽ ấn vào cái dashboard để kiểm tra. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy dashboard ở đây. Đó, đọc một chút về status building. Một số cái này là khi mà bạn sử dụng free thì nó sẽ chưa có hiển thị hoặc là chưa mất phí gì. Nếu mà các bạn đã sử dụng Google Cloud thì mình nghĩ các bạn sẽ lên đọc về các điều khoản khi mà sử dụng free này và các chức năng mà nó support cho mình khi mà sử dụng free, và các request hay là các sử dụng và các giới hạn mà các bạn phải sử dụng khi mà sử dụng bản free này. Tiếp đến các bạn sẽ chọn API, chọn library. Tiếp đến chọn map JavaScript API. Các bạn sẽ chọn enable để tạo một cái map Google Map API. Đợi một xíu. Load. Sau khi mà các bạn load xong thì nó sẽ hiển thị ra. Đó, các bạn có thể đọc luôn này. Get start on the Google Maps platform. Thì nó sẽ tự tạo cho các bạn một cái API key để các bạn dùng. Cái này là các bạn hãy nhớ rằng cái API key này là mình có thể dùng để có thể sử dụng cho các API riêng. Đó, thì bắt đầu auto. Các bạn sẽ chọn project, là mình đang sử dụng website thì mình sẽ chọn là HTTP chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể chọn API address, hay các bạn có thể ví dụ, còn nếu không thì các bạn không chọn, thường mình sẽ để maybe cái khác. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy khi vào giao diện ở đây là có hướng dẫn cho các bạn về cách mà có thể enable API để build ra một con Google Maps API để tích hợp vào HTML CSS chẳng hạn, thì các bạn có thể tích hợp vào đây. Thì các bạn cũng có thể làm theo các bước ở đây được. Thì nó sẽ tạo cho các bạn source code. Đó, thì các bạn có thể try it. Thì này các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, nó sẽ tạo cho các bạn là HTML, CSS. Và nó sẽ tạo cho bạn hết ở đây rồi. Thì các bạn có thể lấy luôn của cái source code này. Hoặc là các bạn vào test in a sandbox. Đó, để test API. Đó, để test trước. Đó, mình sẽ đợi chờ xíu. Đó, các bạn có thể thấy kèm lên, các bạn sẽ chịu khó đợi một xíu để nó load đi. Đó, thì trong khi đợi nó load đi thì mình sẽ quay lại ở đây mình kiểm tra. Ví dụ như là các bạn có thể search đây là Hà Nội chẳng hạn, thì các bạn search vào thì ở đây nó sẽ tìm kiếm luôn. Khi mà các bạn thích hợp thì nó sẽ tìm kiếm cho các bạn luôn. Đó, sẽ ít ra mình sẽ quay lại. Ở dưới đây có thêm một số các cái một số cái để các bạn có thể view được, như là locator plus, hoặc là các cái la bàn và tìm địa chỉ, hoặc là các
cái để xác định từ địa chỉ này đến địa chỉ khác. Mình sẽ vào API Service để xem là nó đã đủ các library mà mình đã tải chưa. Đó, thì các bạn cũng nhìn thấy nó đã tải hết cho các bạn rồi. Mình chú trọng hơn nhất là các cái phần Blaze API và phần view được cái map lên, thì hầu như nó đã tải cho mình hết rồi. Thì các bạn sẽ vào keys and credentials. Đó thì các bạn show cái key, show key ra để mình copy. Sau khi copy xong thì các bạn có thể quay lại vào đây này. Các bạn nhìn thấy thì thường thường các cái API này quan trọng nhất là cái key. Nếu mà không có key, nó sẽ dựa vào cái key đó để xác định được là cái host này đã tạo của cloud và như vậy để chạy chưa. Không nó sẽ báo lỗi. Nên mình sẽ chạy lại run lại. Nó hơi chậm một xíu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn. Nếu mà cái API key này không có thì nó sẽ báo luôn một cái lỗi là rất tiếc, và nó sẽ ra lỗi. Mà khi các bạn thêm lại vào thì nó sẽ chạy được một cách rất là trơn tru. Đó. Thì các bạn thì nhìn thấy sau khi các bạn tạo được project của thằng này rồi, và thì thằng này và các bạn lấy được cái API key của nó rồi, thì tiếp đến các bạn sẽ search cho mình là cái auto place. Mình sẽ lấy luôn trong code đi, để code mình đã có sẵn rồi, mình sẽ gửi cho các bạn sau về cái phần code này. Ở đây có hai phần code, là một là cái code về sẵn cái search input khi để ra địa chỉ, thì ở đây mình sẽ gửi cho các bạn sau về cái phần link code này, và một cái là my map để hiển thị ra cái map mà các bạn nhìn thấy ban đầu như ở trên hình này. Đó thì các bạn sẽ phải tải thư viện của React về trước. Đây thì mình sẽ xem lại một chút, mình cần một cái đây, React Google Maps là một để mình có thể chạy được. Thì các bạn search là BM. Đó, các bạn chọn. Đó, thì xong rồi các bạn chọn vào cái này. Chọn cái này và các bạn mở terminal lên và paste vào project mà các bạn cần. Và cái thêm một cái nữa là sử dụng cái React Google Complete. Đó. Các bạn search luôn là BM. Đó. Đó, các bạn có thể thấy ở đây nó cũng có hướng dẫn, và đây các bạn có thể nhìn thấy luôn. Đó, nó có hướng dẫn tất cả source code và hướng dẫn về cách sử dụng ở đây cả. Thì các bạn tương tự lấy copy và các bạn vào terminal để có thể chạy lệnh nó để install các library vào project của các bạn. Sau đó thì mình sẽ quay lại source code của mình. Thì trước hết mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để các bạn có thể sử dụng được về cái search box này. Thì đơn giản thì mình sẽ mình có số code này rồi, thì mình sẽ gửi cho các bạn ở dưới đường link mô tả. Thì ở đây giả sử đây là cái API key, thì các bạn thay luôn cái API key mới vào. Đó, thì mình sẽ chọn lại cái API key mới vừa xong mình vừa tạo. Đó, khi mà các bạn vừa tạo xong thì các bạn Ctrl S này, tương tự với cái này cũng tương tự như thế, các bạn cũng sẽ paste vào cái API key đó. Thì các bạn có thể xem ở đây, đây này này, đây, cái key này thì các bạn paste vào. Đó, tương tự như thế. Ok, sau các bạn save vào. Khi mà các bạn muốn thay đổi một địa chỉ ấy, tương lai nếu mà các bạn code mà các bạn muốn thay đổi địa chỉ một cách linh hoạt, thì các bạn sẽ lưu vào database đó, xong rồi các bạn sẽ get từ database ra các log wrong của địa chỉ đó, thay vào đây cho từng địa chỉ một thì nó sẽ thay đổi. Đó, khi mình cắt chỗ add lại nhá, thì mình quay lại giao diện. Ở đây sẽ nó sẽ báo lỗi, tại vì vừa xong rồi mình chưa lót lại. Thì mình phải lót lại, nó lại trang. Thì mình sẽ check lại xem có lỗi không. Đó thì nó đã hiển thị giao diện mà mình mong muốn. Các bạn có thể nhìn thấy mình có thể chuông nhỏ vào để xem địa chỉ đó. Tiếp đến mình sẽ quay vào, mình sẽ đăng xuất và kiểm tra cái nút button. Mình sẽ đăng tin, mình sẽ chọn tài khoản. Đó, mình sẽ đăng nhập. Đợi một xíu. Đó, thì mình sẽ vào cái quản lý phòng trọ. Mình thêm phòng, mình thử xuất địa chỉ xem nó có hoạt động được không. Đó, ví dụ như là hát này, thì các bạn nhìn thấy nó xuất luôn ra Hồng Kông, Hawaii hoặc là USA, là Legally hoặc là Hà Nội. Thì nó sẽ đưa cho các bạn tất cả. Đây mình ghi nhầm. Đây nó có thể ra được luôn Hà Nội này.
Các cái khác thì mình không, hiện tại như là dữ liệu mà mình kiểm thử thì trong Google Maps nó chỉ được chọn, nó vẫn đang bị giới hạn vì mình sử dụng free thì phải, nhưng hiện tại mình chỉ có xuất được một số cái địa điểm như vậy thôi. Thì các bạn có thể tạo và xem, mình sẽ gửi cái số code này cho các bạn để xem nó có khác với khi mình thử hay không. Ví dụ đây số code này mình cũng đã sử kỹ rồi, thì các bạn có thể chọn luôn. Thì ở đây khi mà các bạn chọn, nó sẽ cũng có luôn về get a lab và long, thì ở đây mình cũng có ghi đầy đủ ở đây rồi đó. Các bạn có thể nhìn thấy là số code này khi mà các bạn đây cái sandbox này, khi mà các bạn làm thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có xét từ cả lab và long ra và xét ra cả cái địa chỉ mà bạn muốn lấy nữa. Đây là cái place thì description khi mà các bạn lấy ra đó. Thì đó là tất tần tật mà những thứ mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn để về cách tích hợp một cái Google Maps API, sử dụng hai cái API chính để có thể tích hợp vào trang web. Các bạn có thể nhìn thấy từ đây đó. Nếu mà có điều gì mà Google Maps thì các bạn có thể bình luận bên dưới để mình có thể trả lời hoặc là góp ý thêm.